nói chung bây giờ rẻ không còn gì để rẻ hơn nữa rồi, đúng không anh trai? Dạ, phía bên này nè ông bà cô chú anh chị và các bạn, 250.000 một cặp đây, 250.000 một cặp chiều 30 Tết. Bà con bây giờ phải bán thôi, bán để $300.000, $250 là phía bên này nha. Dạ, ông bà cô chú anh chị và các bạn ơi, bây giờ là hai cái chậu nè, ông bà cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy không? Trời ơi, xả hết rồi. Bây giờ là xả hết luôn, hai chậu cúc rất là bự luôn, ôm một người mình ôm luôn đó. Ê, nghĩ sao à? Người ôm không hết luôn chậu cúc, 125.000 một chậu. Cái đây giờ chị mua để dễ cứu này, chị mua cho chùa. Dạ. Chị mua hết toàn bộ. À, chị mua hết luôn hả chị? 60 mẫu này mua cho chùa để dễ cứu cho bớt cho năm gia. Dạ, ồ vậy là tốt quá chị hả? Dạ, chị bất ngờ gặp chị khách, chị mua hết 60 ảng luôn. Ờ, 60 ảng luôn nè. Dạ. Ôi em chụp tấm hình nha chị. Đây, chụp cho tấm hình lên. Bất ngờ gặp chị khách mua 60 ảng, mua hết luôn. Còn bao nhiêu là mua hết luôn. Đó. Ý là mua dễ cứu cho mọi người để về sớm. Dạ, mua dễ cứu về sớm. 60 ảng. Tức là bây giờ có bao nhiêu đây là chị mua hết nha. Chị nguyên cái đậu bò gót khá khá luôn nữa, là ủng hộ đậu bò gót luôn là ok nữa. Ờ. À, kêu xe tẻ tới hả chị? Bởi vì 60 chậu là phải xe nguyên đội bơ gác cũng được anh. Gần đây không nha cô? Dạ. 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 Ờ vậy là chùa Ông Hội Nghĩa Kỳ. Nghĩa Kỳ. Dạ. Dạ, cô khách mua hết 60 chậu nha. Ừ. Bây giờ là mua sạch luôn. Chị gái chỉ cười kìa. Đó, trời ơi. Mấy này bán chậm quá hả chị? Dạ. Hôm nay chiều 30 Tết, chị là ở trong Bình Định hay là Quảng Ngãi mình? Dạ, Quảng Ngãi. À, chị gái là ở Quảng Ngãi nha. Ừ. À. Rồi, chốt được 60 chậu rồi. À. Mua hết luôn. Bất ngờ tại Quảng Ngãi cũng có. Hôm bữa mình đã coi ở trong Sài Gòn đó, có một cái anh khách anh mua hết luôn là trên đường Tạ Quang Bưởi đó ông bà cô chú. Thì hôm nay về Quảng Ngãi thì có chị khách chị mua là hết luôn 60 chậu. Dạ. Để đem lên chùa đó, để trang trí chùa rất là đẹp. Quay một cái clip đặc biệt cho ông bà cô chú xem. Để... Dạ. Ủa, sang quá hả? À. Dạ. Rẻ bất ngờ luôn ông bà cô chú anh chị và các bạn. Ngã chỉ xe.
Lên luôn, lên luôn, 4 chậu. Ba xe luôn nè nha. Giờ là chắc lên hết luôn, 4 chậu. Tình hình qua Tết ở khu vực Sài Gòn ông bà cô chú thấy rất nhiều các anh em chia sẻ những cái thông tin thì cũng rất nhiều là bà con cắt bỏ rất là nhiều luôn. Thì hôm nay là em đang ở thành phố Quảng Ngãi chiều 30 Tết. Đó, mình cũng bất ngờ là cô khách này mua hết luôn 60 chậu, mua sạch thật xanh luôn. À, bây giờ là chờ xe tới để chở đó ông bà cô chú anh chị và các bạn. Đó, đây là 4 chậu rồi nè. Chú khách lên xe rẻ lắm, bây giờ là rẻ lắm, cặp trời ơi ẩn cúc rồi 125 ngàn. Đó, không còn gì rẻ nữa, không còn gì rẻ bằng nữa, nhiều lúc cái ẩn hết 50 ngàn rồi. Dạ, cúc công chăm sóc mấy tháng trời của bà con nữa rồi, nó chở tiền vận chuyển rồi chở ra tới nơi nữa, giờ này không còn gì nữa. Đẹp lắm. Đấy bạn mình thấy một lần á. Giờ là chờ xe thấy hả anh? Không. À, cô chờ người mua. Có cô này mua hết rồi cô. Dạ, ở, trời cô mua hết luôn cô, của hai chị luôn nè. 60 chậu. Dạ, cô bán. Dạ, còn bông quá trời. Chiều 30 Tết. Quý quá vậy. Dạ, quá quý luôn hết chứ. Dạ. Cô tiên kia nó còn ca mỏng không? Dạ, dạ hả cô. Dạ. Quá vậy. Dạ. Bây giờ là cô đang tìm xe lớn tới chở đó, nhưng mà sợ xe lớn không sẽ không chở được. Bởi vì vô bây giờ đường này là vô 60 chậu á, là nếu mình chở là rất là nhiều luôn ông bà cô chú anh chị và các bạn. Nên là chị khách đang chốt được 60 chậu. Thôi. Gặp được người khách VIP như thế này thì nhiều lúc bà con nhà vườn cũng đỡ vất vả hơn. Cô mua để từ thiện đem lên chùa đó. Dạ. Màu rất là rực rỡ luôn. Rồi cảm ơn cô nha. Rồi chúc cô năm mới nhiều niềm vui nha các chị nữa. Dạ. Trời ơi quá tốt luôn.